Mỹ, phi công say xỉn hạ cánh máy bay trên đường cao tốc. Giới chức trách Mỹ đã tạm giữ một phi công để điều tra sau khi người này hạ cánh máy bay trên đường cao tốc ở bang Missouri trong tình trạng không tỉnh táo. Daily Mail dẫn các nguồn tin điều tra cho hay viên phi công bị bắt giữ được xác định là John C. Singh, 35 tuổi. Người này đã hạ cánh một máy bay cỡ nhỏ trên đường cao tốc ở ngoại ô thành phố Kansas, bang Missouri, lúc 2 giờ 45 sáng ngày 15 tháng 7 trong tình trạng say xỉn. Cơ quan tuần tra cao tốc bang Missouri tin rằng phi công C. Singh phát hiện máy bay cạn nhiên liệu khi đang trên đường từ Florida đến sân bay ở thành phố Kansas nên quyết định hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc. Máy bay chỉ va đập nhẹ vào giải phân cách, không va chạm với phương tiện giao thông nào trên đường. Thời điểm đó, chỉ có một mình C. Singh trên máy bay và anh này chỉ bị thương nhẹ. Lực lượng an ninh đã tạm giữ C. Singh do bị nghi ngờ hành động bất cần, sở hữu súng và chất kích thích. Phi công 35 tuổi này được cấp chứng chỉ lái máy bay vào tháng 1 năm 2020 nhưng không được phép chở theo hành khách. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Trong khi đó, lực lượng chức năng phải mất khoảng 3 giờ đồng hồ để xử lý vụ va chạm, kéo máy bay ra khỏi đường cao tốc.